đặc sản luôn, cây không có cây ngọn mà trái quá trời trái. 24, 26, 28, 30 chắc cả 50 trái á. Ngoài trái ra nó còn có bông nữa bà con. Già vườn bà con nào mà có cây giống vậy không? Phải nói là cái view vườn anh Hiền là không có chơi vào đâu được. Đọt ở trên chặn hết không? Đầu cành cũng chặn hết đó nè. Thì đây là thấy là biết là mô hình làm theo lương nông dân nè. Bảo Lộc là ngày nào cũng mưa, ngày nào cũng được săn mây hết mà cái mây đen thui rồi chứ không phải là cái mây mây trắng nữa, tại vì mưa mà. Chào mừng bà con Bảo Lộc. À, Lương đang có mặt tại là Lộc Nam của Bảo Lộc. À, đây là khu vực cũng rất là nhiều sầu riêng nha. À, cái đồi đây là đồi sầu riêng của Lộc Nam Bảo Lộc. À, là một cái vườn sầu riêng của một anh khách hàng của công ty Ba Tốt. À, anh Hiền là đại lý chuyên phân phối sản phẩm là phân bón, phân phối đầy đủ các dòng sản phẩm của Ba Tốt tại Lộc Nam. Bà con nào ở Lộc Nam thì có thể là liên hệ đại lý Hiền nha. Ở trên này thì cái vườn ảnh là trồng cây con có này. Cây con có, cây lớn hơn một chút có này. Cây nuôi trái có này, sầu riêng lão cũng có luôn này, mấy cái này không biết sao ra bông này, cái này đang ra bông, đang sổ nhị luôn nè, cây có chút xíu cũng ra bông sổ nhị luôn, ở bên này đang nuôi trái, nên là cái vườn này khá nhiều cỏ bông ha, bà con thấy cái vườn này thế nào, rộng rãi thoáng mát rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, còn thấy không, quá trời. View rất là đẹp luôn, bậc thang tam cấp rất là thoải, đi rất là thoải mái, không có sợ trơn trượt, không có sợ té, cỏ lên thì phát giữ chân cỏ đi, không có sợ té, sợ dốc, còn cỏ mà làm sạch là thế nào nó cũng trơn trượt, nó cũng té, đó còn đeo, đi rất là vô tư thoải mái luôn không? Ở dưới này là mé sầu riêng lớn nè, đó. Ở trong cái vườn sầu riêng á, mà nó có độ dốc á, độ dốc mà bên này là độ dốc bên này mà còn thấy không? Độ dốc này là khoảng 45 độ. Thì mình làm cái chuyền thổi này nè bà con, rất là đẹp, cây sầu riêng rất là vững và nó mình di chuyển cũng khá là dễ, và đừng trồng dày quá, tạo độ thông thoáng như thế này không, và ở mỗi dưới cái chuyền dốc á là bà con làm cái rãnh như thế này, đây một cái rãnh nước để nước trên đồi á, nước dốc đổ xuống đây và nó vào cái rãnh này rút đi, rút đi ở những cái điểm nối á, thì mình đặt những cái bi, cái cống á, đặt những cái bi như thế này, để nước theo cái chuyền dốc dốc ra bên ngoài luôn. Ở trên này mình vẫn làm cái đường mà chán chút xi măng bê tông, mình vẫn chạy bon bon ngon lành không. Còn bên này nè, nước theo bên dốc ra bên này luôn, thì cái vườn bà con không có sợ bị ngập úng, hoặc là vườn bà con không hạn chế bị tình trạng thú rễ, hoặc là những cái mé cái sầu riêng bên dưới nó hay bị thú rễ do là nước ở trên đầu nguồn, ở trên đồi nó chảy ngầm mà nó dốc xuống và nó rỉ xuống cái mương này, thì cái bộ rễ những cây sầu riêng á, bà con thấy nó khô ráo kế bên này không, ở dưới mé thấp nè, cái cây sầu riêng nó kế bên cái rãnh luôn thấy không, thì nó vẫn không bị xì mũ, không bị thú rễ do là cái mương này nó trữ nước rồi, nó rút nước của cái bộ rễ rồi, rất là an toàn. Còn thấy thế nào, mưa thì mưa ngày nào cũng mưa luôn, nhưng mà không có ảnh hưởng gì cả. Bà con nên ứng dụng cái cách này nha, nhớ nha, ở bên kia đó, mình làm thổi thôi, nếu mà đồ dốc là dạng bậc thang mà thổi á, chứ bà con đừng có giật cấp, bà con giật cấp á là nó cái bộ rễ bà con á, nó sẽ không có đều, cái một bên cao một bên thấp. Hiện tại là được 65 ngày trái, 65-70 ngày trái. Cái này là cái cây thái này là thu vụ thứ hai, trái của năm nay là trái năm thứ hai. Thì bà con xem cái cây này ở ngoài bìa, ở trong kia kìa, ở trong kia thì hiện tại thì trái cũng có trái lớn trái nhỏ. Mà có vẻ là cái trái năm nay nó hơi dài. Và ở cái khu vực mà Lộc Nam này á, thì năm ngoái á, là 150 ngày trái thì mới thu. Còn năm nay thời tiết nắng ấm hơn thì có lẽ nó sẽ sớm hơn. Có vẻ như là năm nay sẽ sớm hơn. Nhưng mà mình coi cái view vườn ha, rất là rộng luôn. Ở ngoài phía trước á, là anh để một cái sân rất là rộng. Cái sân này trồng được cũng mấy cây sầu riêng luôn á. Mà cái vườn sầu riêng của ảnh là nó rất là thoáng, bà con thấy không, nó rất là rộng mà rất là thoáng luôn. Ở phía trước là cái mặt tiền, mặt tiền đường lộ nhựa, mặt tiền lộ nhựa là xe tải xe gì chạy bon bon luôn, có cái hàng tôn rào ngang phía trước. Hiện tại thì trái của ảnh là dao động từ 65 đến 70 ngày trái,
Ở phía sau thì hiện tại Công đang bón phân, đang tưới cái xô NPK 3 số 18 hữu cơ khoáng. Năm nay thời tiết nó khó khăn quá, cái cỏ bông này của anh là cỏ bông thứ hai. Cỏ bông thứ hai thì bây giờ cái cây này nó trái cũng 2-3 cỡ, trái lớn có, trái nhỏ có, nó cũng không có, nó không có đều lắm. 2, 4, 6, 8, 10. Một cây này nó trung bình khoảng anh lớn trái nhỏ khoảng 50 trái. Khoảng 50 trái. Thì một cái trái này con bán là cảm giác nó dài. Nó dài, cái này mình phải dỗ cho nó tròn lại. Anh chồng mà nhìn rất là thoáng nha. Rất là thoáng. Và cái dốc nó chiền thế này là rất là đẹp luôn. Phải nói là mình bước vào cái vườn là mình thích ngay luôn. Rất là thích luôn. Xung quanh bốn bên anh có 4 cái bed. 4 cái bed quay nha. Một gốc này. 4 bed này là nếu mà tưới là phủ ướt toàn bộ mặt đất luôn, không có sót chỗ nào hết. Do năm nay là khi mà lúc mà sổ nhị với lại mà lúc mà trái 30 ngày là cái đi đọt là mình phải chặn đọt đó bà con. Phải chặn đọt, phải dìu đọt nên trái nó hơi méo. Nhưng mà không sao, tại vì thấy ở đây tới 150 ngày trái của năm ngoái mới thu trái, năm nay sớm hơn khoảng 135-40 ngày. Nhưng mà mình trong thời gian đó mình có thể là sửa học được. Bà con thấy không? Đó. Đặc sản luôn. Cái cây không có cây ngọn. Mà trái quá trời trái. Thấy không? Cái này là không. Cái này là sầu riêng mà quá trời lùng luôn. Nó lùng mà nó không có cây ngọn luôn. Thấy cái ngọn không? Chưa nghe cái ngọn. Mai mốt cái ngọn mới ra mình thả lên. Đó. Rồi đó là giờ đếm cái cây này là bao nhiêu trái ha. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chắc cỡ 50 trái á. Đây nè, bà con đây nè. Đó, thấy dàn trái nè. Bên này là quá trời luôn. Thấy ghê không? Ở trên không có cái ngọn nào hết. Nó có mấy cành lan quay rồi thôi. Ngoài trái ra nó còn có bông nữa bà con. Đây nè, qua đây coi bông nè. Đó, cái bông kế bên cái trái thấy không? Đó. Bông ra tới ngoài tích ngoài kia luôn. Rồi. Còn thấy không? Có già vườn bà con nào mà có cây giống vậy không? Trái rất là đều. Hiện tại là khoảng cái trái này là 50 ngày trái, hơn ngày này 55 ngày này. Cái trái này là gần 50 ngày, khoảng 40-45 ngày. Có những trái thì nó hơi nhỏ hơn xíu, còn cái này khoảng 30 ngày trái. Đó. Ở trên là mưa cứ dội thẳng xuống luôn. Đó. Là cái trái nó buổi trưa nó nắng đâu cô. Trưa nó nắng cái trái nó hơi vàng xíu nha. Nó không được xanh giống như mấy hàng kế bên này nè. Nó không được xanh. Nhưng mà cái cây này là do trưa nắng nó dồn xuống. Bà con biết sao cái ngọn nó cắt không? Tại cái ngọn nó bị bệnh. Nó bị tháng thư á. Nó thúi từ trên cái đọt đỉnh sinh trưởng thúi xuống. Xong cái mình cưa ngang luôn. Là cưa ngang luôn. Mới đầu là nó còn mai mốt cân qua cái ngọn mới á. Bà con nhà vườn mình có bị vậy ha. Có những cây sầu riêng mà mưa liên tục nó bị nấm. Nó chết từ ngọn tới chết xuống. Mình cưa ngang cái điểm tươi luôn. Mai mốt ra ngọn mới mình thả lên lại nha. Đừng cắt luôn cái ngọn mới. Đó. Và cái điều khá thú vị. Thấy không? Khá thú vị thì cây có nhiêu này cũng được nhiều trái đây. Hy vọng là nó đậu được 30 trái là cũng hoành tráng ha. Dạ, bà con thấy cái cây thế nào? Dạ, góp ý thêm cho Lương nghe. Có nên để như vậy không hay là mình thả ngọn lên? Đây là cửa hàng của đại lý Hiền, đại lý mà phân phối chính thức gần 50 dòng sản phẩm phân bón bao tốt tại Lộc Nam, Bảo Lâm. Bà con mà ở Bảo Lâm thì mua phân bón bao tốt qua đâu? Thì đây là cửa hàng của anh Hiền nè. Anh Hiền thì anh bán rất là nhiều dòng sản phẩm, trong đó là có gần 50 dòng sản phẩm phân bón bao tốt, kệ phân bón nè, quét sạch rong này, rửa vườn nè, cái dòng này rửa vườn thấy không? Này canxi bo này, tóc quanh cái đọt kéo trái nè, rồi xanh số 1, rong biển đen của Tây Ban Nha. Tất cả tập theo bộ sản phẩm nè, canxi bo Tây Ban Nha này. Cửa hàng của anh Hiền thì nó sạch như là cái tiệm thuốc tây vậy, rất sạch sẽ. Thì bà con ở khu Bảo Lâm bà con có thể tìm mua sản phẩm bao tốt tại đại lý của anh Hiền. Đại lý là uy tín, chất lượng. Ở đây là bán thuốc phân bón mà có cái túi đựng in logo này. Đây là số điện thoại của anh Hiền cái này ha. Cửa hàng rất là sạch sẽ, thuốc mới. Và anh Hiền cũng có vườn mẫu cho bà con là vừa làm vườn, vừa bán phân bón ứng dụng thực tế, vừa hỗ trợ tư vấn cho bà con mới làm vườn, mới vào nghề luôn. Mình trồng thế nào, làm sao. Anh Hiền có tới 4 hectare vườn sầu riêng. Phân bao NPK, anh bán mấy hàng nhập khẩu không à? Đó, này mấy cái vỏ chai thuốc anh xài của vườn ha. Mấy vỏ chai thuốc cấp bờ nano này anh xài của vườn anh á. Rồi anh đem về để mà chưng ở phía trước cho nó đỡ nắng, nắng nó vô nó bị bạc màu của sản phẩm.
cái kho anh khá là rộng, khá là thoáng ha. Bên là cái hàng xô của Ba Tốt, bà con thấy quen, xô ba súp NBK ba súp 18, xô súp ba trong, xô tím 30, 40, 11, xô đáp 17, 17 và xô Tanuan mua trái. Đại lý Hiền á, vừa là đại lý mà anh bán hàng được là vì sao? Anh có vườn mô hình, vườn thực tế, anh có đến 4 hecta vườn và vườn rất là đẹp luôn, vườn thổi thoải rất là đẹp, thiết tự thiết kế chính vì cái trải nghiệm thực tế, cái giá trị thực tế nên là anh bán cho khách hàng quen rất là ổn định, rất là nhiều. Cửa hàng thì rất là rộng nhưng mà không có bán quá nhiều công ty, anh chọn là công ty uy tín mà anh bán. Rồi bà con mà khu vực Bảo Lâm nha, đặc biệt là khu vực Lộc Nam á, để mà ủng hộ đại lý Hiền mua sản phẩm Ba Tốt ở đây là chính hãng, hoặc là bà con gọi lên số online, công ty sẽ cung cấp cho con những cái thông tin đại lý gần nhất để bà con có thể là tìm mua sản phẩm Ba Tốt chính hãng tại khu vực gần địa phương của mình nhất, để mình hoặc là bà con ở khu vực xa bà con có thể liên hệ công ty Ba Tốt, bà tốt mới cho bà con những cái thông tin về những đại lý ship hàng online tại nhà cho bà con luôn. Nhưng mà mình nên mua sản phẩm tại đại lý gần nhà nhất để mình có thể mình trao đổi, mình giao lưu hoặc là tiện, và đồng thời mình có muốn đổi trả gì cũng khá là dễ.